Hôm nay á là đi sớm cho là đỡ đợi hôm mấy bữa thôi, đợi chỉ khoảng tầm 1 tiếng thôi. Bây giờ sẽ order đồ ăn xong rồi khi người ta đem đồ ăn ra thì sẽ quay cho mọi người xem ha. Ok, các bạn hãy nhìn hướng 12 giờ có canh server rất là dễ thương nha. Không lẽ xin số phone. Đây là hai món khai vị của chúng ta. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Cái bự nó không cầm lắm đâu. Tốc độ của gia đình mình ăn nhanh hơn tốc độ người ta đem ra. Mình lại tìm thấy một anh chàng dễ thương ngồi ở góc 12 giờ. Mình đã scan WeChat nhưng mà không kiếm ra ảnh, làm sao bây giờ? Chị Long Ba của chúng ta ra rồi, bây giờ mới có một phần thôi. Sang trước xong rồi đợi cái phần kia ra sau thì ăn tiếp hen. Cái này là cái thịt heo. Heo là mì. Cái xe Long Ba thứ hai vị cua, ăn cũng tương tự như hồi nãy. Còn cái này là rau xào. Hai món mình cực kỳ thích. Cái này là bánh thánh cay. Cái này là cơm chiên nhưng mà cái loại rau củ quả, nhưng mà ở đây cũng chiên cơm ngon cực kỳ. Bây giờ phải tập trung vô chuyên môn. Mình sẽ chấm với cái kem này nè, ngon lắm mọi người ơi. Chè ăn cái thứ ba rồi. Đây là cái thứ ba mình ăn rồi. Mình tưởng là mình quay video chưa được đó mình ăn.